Nông sản tươi, anh cho em góp ý khó khăn và thử thách. Khó khăn và thử thách ở đây là khó làm online, trên TikTok, làm trên Facebook, môi trường nó sẽ khó hơn. Cái thử thách ở đây đó là khách hàng bán lẻ là sẽ hơi khó. Trong giai đoạn đầu tiên nó sẽ hơi chật vật, đặc biệt là trong cái mảng như của em là mảng nông sản tươi, và em sẽ cần phải tìm những cái gọi là đối tác chiến lược và sẽ phải tập trung vào B2B trước. Thì trên TikTok vẫn có thể làm được, trên Reels vẫn có thể làm được, trên YouTube vẫn có thể làm được. Nhưng mà chúng ta cần phải chăm chỉ trong cái việc sản xuất nội dung, làm video, quay lại quá trình và biến nó thành ví dụ một cái vlog chẳng hạn, một kênh vlog chẳng hạn, phải vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên người ta theo dõi cái kênh của mình trước, đưa một cái màu sắc gì đấy nó đặc biệt chứ không đơn thuần chỉ là quay cái sản phẩm của mình đâu. Bởi vì cái thời đấy nó qua rồi, các bạn phải đưa vào một cái cá tính, một cái sự gần gũi thân quen hoặc là một cái cảm xúc gì đó cho khách hàng trong những cái nội dung mình quay. Thì thành ra là đối với cái sản phẩm nông sản thì nó sẽ khó, nó nhiều thử thách hơn, nhưng không phải là không làm được, và có thể làm được, nhưng mà cái nỗ lực bỏ ra thì có thể nó lớn. Còn bán lẻ thì nó khó. Tốt nhất tập trung vào B2B, tìm đối tác chiến lược trước. Toàn bộ quảng cáo, toàn bộ nội dung, toàn bộ gọi là cái định hướng chiến lược của doanh nghiệp là nên tập trung trước và tìm những cái đối tác để phân phối thì nó sẽ tốt hơn. Khá là khó khăn và thử thách ấy. Nhưng mà nếu làm được thì nó lại bền hơn rất nhiều so với các bạn bán lẻ. Nếu làm được nó lại bền hơn rất nhiều so với bán lẻ, gọi là các bạn bán những cái sản phẩm truyền thống, bởi vì nông sản nó là một cái rất là quan trọng trong mọi nền kinh tế. Cho nên là nếu mà làm được thì nó sẽ bền, và các đối tác chiến lược B2B thường họ đã làm việc với mình mà sản phẩm tốt ấy, mà cơ chế tốt ấy, thì về sau này họ cứ tiếp tục họ làm việc với mình có thể là nhiều năm, chứ không phải là mối quan hệ giống như là khách hàng bán lẻ là mua hàng một hai lần là chạy là mua hàng bên khác. Nói chung là cố gắng thôi, làm cái gì cũng thế, làm mảng nào cũng khó cả. Bán lẻ thì các bạn có thể ra đơn rất nhanh, chạy quảng cáo ra đơn ngay, thế nhưng mà có thể là một vài tháng sau các bạn thấy lỗ sấp mặt rồi, sản phẩm nó không có tính là chiến lược, không có tính là có thể đánh dài hạn, không thể xây dựng được thương hiệu. Cạnh tranh thì cạnh tranh quá nhiều, cạnh tranh về cả giá, cạnh tranh về cả mẫu mã, mình phải trở thành một đơn vị mình cung ứng cho doanh nghiệp ấy. Thế còn bây giờ bán lẻ thì nó sẽ thử thách nhá, sẽ khó hơn nhiều nhá. Mà đầu tiên là nói đến cái việc là khó marketing, khó để mà chốt đơn qua online, thì bây giờ lại phải làm hệ thống cửa hàng. Hệ thống cửa hàng thì nó nặng vốn, nó rủi ro. Tốt nhất nên đi theo cái chiến lược nào khôn ngoan nhất, dần dần khi mình vững về dòng tiền trước, tập trung mình tìm đối tác trước. Tại vì khi mà mình làm B2B ý, thì có thể lợi nhuận của mình không quá cao, nhưng mà một cái lô hàng lớn của mình thì mình có được dòng tiền, vẫn có lợi nhuận, nhưng mà quan trọng nhất là mình không bị rủi ro, mình có dòng tiền. Và khi có dòng tiền rồi mình mới bắt đầu mình mới chuyển dịch dần dần sang bán lẻ, đặc biệt là đối với những cái mảng như là nông sản thì là nên làm như vậy.